Đấy, cái này giải cả gia đình anh Tiên Trần Lùng Rồi để bây giờ là dọn dọn ăn cháo gà cháo nha. gà nha, ăn cháo gà nha. Đấy, cái này hôm nay thì cả gia đình anh Tiên Trần Lùng trúng mánh lớn nha. Rồi bánh Ăn rồi. mà Cháo cháo gà, tôm, gà, cua. tôm, cua. Cua luôn. Quá Đó, dữ. đúng rồi. Trúng mánh lớn à. Đó, thì cái cháo gà này là của em gái tên Thoa nha. Mua để mà tặng cho anh Tim Trần Lùng với gia đình ăn ngon miệng. Chú mắm hôm nay là có tôm có cua nữa. Là cháo gà quá chị ngon rồi chú chị ơi. Gà xếp khoai. Ủa anh Tiên đâu ta? Anh Tiên ơi. Anh Tiên giờ ship rồi, dọn xong vô. Để mà nghe ngủ là đây ngủ nữa đó. Anh Tiên chờ hai đứa con về dọn chén đũa. Hai chị Quyền nè. Ra đây mà ăn cháo luôn. Cháo chị Quyền nấu ngon quá. Trời. Rồi, rồi. Công nhận bữa nay anh nhà anh Tiên bữa thịnh soạn quá dữ. Nãy được chị gái gì đó tại chợ đó quên rồi Thái. Em Thoa. Em Thoa ha. Thoa. Ừ, cảm ơn em Thoa rất nhiều nha. Rồi né qua cho anh Tiên. Ship vô, ship vô. Ship ship. Ship tới, ship tới. Rồi giờ ship tới nha. Đó, ship tới nè. Ngồi chỗ nào? Chỗ của mấy đứa ngồi chỗ nào? Sao làm sao đâu? Ngồi đâu? Sao đây đổi chỗ rồi? Đừng nghiêng á. Đây là gì? Ừ. Rồi đó, rồi đó, ừ. Rồi trước khi ăn ha thì đề nghị gia đình là mời tổng chào vô nha khán giả nha cùng với là em Tho mời khán giả ăn cháo hay cháo gà hay cua tép tôm hay cùng với chú rồi mời em Tho luôn mời anh Tho luôn rồi cảm ơn em Tho luôn cảm ơn em Tho và nay cho gia đình của Tiên qua mừng và chúc em Thơ buổi sáng vui vẻ ăn phát tài tiền vô ký ký rồi nay chắp tay đồ ghê trời giống như gái vậy trời rồi dùng đi đừng ngại nha coi như nhà của mình đi quá trời hấp dẫn rồi cô chú chị ơi quá ngon tôm em làm hả em làm là ngon quá và ăn đi bữa nay là chị Quyền nấu đó coi thử nêm nêm thử coi vừa ăn không coi vợ mình vừa ăn không cháo người nấu thì nghe cả nha. Cái này dắt 10 chén. Chị Quyền nấu vậy không? Chưa chị thử cái mới được ăn nửa chén cái mới cảm nhận được. Ôi trời ơi, dữ sắc ha. Cháo vợ nấu. Có cái nấm rơm đó anh để giữa cái kẻ găng của anh lên đi. Không ăn thịt gà gì chứ hả? Chậm chậm thôi, ăn từ từ thôi anh ơi. Bây giờ ăn gấp. Ăn sao? Đổi. Quá ngon nè. Từ từ anh đi thôi. Này chắc khỏi cần muỗng luôn quá. Con ăn đi con, hai con gấp gà ăn đi. Ăn thịt đó. Ăn tôm kìa. Này ai cho con cua đây? Phật tử. Phật tử hả? Cúng dường. Trời ơi. Chị Quyền quýt mới hai muỗng à. Ngon mà cháo vợ nấu ngon rồi hả anh Tiên? Không, với anh Tiên chắc ảnh ăn cháo quen á. Anh đi làm ăn cháo quen rồi ăn bằng với anh. Cháo quá ngon. Chà. Được. Chấm chấm. Cái đó là tinh tí con gà đó nha. Mùi bé, mùi bé. Quá đã. Ăn cháo ngon không Quyên với Duyên? Ngon.
Nó nhỏ nó gì vậy đây? Thấy ăn cháo mà ăn như vậy nè là em Tho mới vui nè. Ăn phải ăn cho nó giống như là muốn thèm vậy đó. Ăn cho ta nhìn ta thấy là ta thèm liền. Mình ăn thịt gà nhiều nhiều vô, vậy ăn cháo không vậy? Trời, đây đãi gà mà còn ăn cháo không à? Ừ. Ăn cơm không gà? Ăn gà đi chịu quyền, chịu quyền ăn gà đâu chưa? Để con tiền để ăn cặp cái gà. Ăn gà đi chị. Càng con này nha, đổ đổ. Đâu rồi. Cắn thằng cua cho con ha. Có khi nào dính cây trong đó không? Trời ơi. Chắc thật dữ rồi. Thật luôn ha. Đó, đúng rồi đó, bỏ vô cháo con ăn á. Hai là một cái bữa ăn hoành tráng rồi đó. Ừ. Cháo gà rồi tôm rồi cua. Quá ngon rồi. Quá ngon rồi. Bé Hai nhức răng rồi. Đau răng rồi. Cái đó là tôm sú đó nha. Sú chứ phải tôm như hôm bữa đâu nha. Ừ, chứ không phải tôm như hôm bữa đâu. Tôm này là tôm ngon đó. Từ xanh lên còn sống, nãy còn sống luôn. Ừ. Ồ kìa. Chắc thịt nha. Anh Tiên cánh tém lại anh Tiên ơi. Chảy nước miếng kìa. Gắng cố gắng để coi gượng coi. Tôm sú đó. Chắc thịt ghê hồn. Con này là 8 con ký ra. 8 con ký hả? Ồ, quá đã. Quá trời con tôm à. Lụm luôn anh Tiên. Đó, trời ơi. Hôm nay tự giác luôn ha. Kinh vợ quá. Còn hả? Hình như được 4 con quá ông. Mỗi người 1 con. Ừ. Quá hợp lý rồi. Ăn đi con, ăn quyên đi con. Ngon không quyên? Ngon nha. Ăn đi con, ăn cho có chắc con. Ăn đi, mình con thấy thấy ba cho con là thiếu chắc đó. Con ăn đi phát triển chiều cao con. Ừ. Ăn tiền lợi hại quá ha. Múc thêm chén cháo nữa kìa cho Quyên với hai đứa con kìa. Ăn nữa đi con. Ăn cho no. Chứ ăn cháo mình nó mau đói đó. Đưa điện thoại đây vô ngồi ăn đi. Chảy nước miếng rồi. Có anh em nào vô ngồi ăn chung không? Đưa đây điện thoại đây cầm cho. Thôi, dầm miệng quen rồi. Dầm miệng quen rồi. Quá hư con rồi. Vàng ha, hai cục vàng ha, hai cục vàng, còn cục kia là cục gì? Cục kim cương hả? Cục kế bên, cục kế bên à, cục ốc, quá ngon này, vàng chắc chịu liền, quá phải. Hồi đó anh Tiên cắn cái gì mà tới một độ gãy cái răng đó vậy Tiên? Cắn xương bò á. Phải cắn người bạn. Là sao? Người bạn khác. Người bạn thân, người bạn thân. Ừ, có vợ em nói được, có vợ em nói được. Cái gan này cũng phải có cái kỷ niệm gì nè, chứ không phải đơn giản đâu. Thằng mới nói đó, bạn thân cạp đó. Thân hả trời, cái gì mà cứng dữ vậy. Hai người cạp qua cạp lại. Cài nó sâu ăn. Nó chịu quyền à. Ăn gà vô anh Tiến. Anh Tiên ăn gà đi, chị Nguyễn gà đi. Nãy giờ chưa thấy ai gắp ăn gà luôn trời. Nãy giờ chưa có gắp miếng gà nữa cho nè. Anh Tiên lấy cái đùi ăn coi. Gà lấy đũa ăn mới sướng. Đùi kìa. Nè đũa nè. Ăn vô cho em Tho, thấy em Tho vui rồi. Được em gái tặng con gà mà ăn thấy nhiệt tình lên. Buổi sáng mình ăn hết con gà đi cho nó ngon miệng. Đúng không em ăn nè. Đó nó còn đó. Đó, đó nó còn đó. Đặc biệt đó. Đó. Ừ. Ôi. Đó đúng rồi đó. Chà, chà. Đói được rồi. Thịt gà ăn ngon gấp nhiều nhiều vô ăn. Ừ, ăn nhiều nhiều vô, ăn nhiều vô. Tại chở nữa. Ồ, ồ. À, cũng không thèm chuột mà ta đãi cho con gà còn gì nữa. Tiên thèm chuột đồng. Ăn tôm ha, lọc tôm cho con ăn ha.
Hai đứa con Tiên là thích, rất là thích ăn cơm tôm luôn. Với cua. Hai đứa là thích ăn tôm với cua. Anh Tiên cũng thích nữa. Tôm nhìn thấy cái thịt cái dữ dằn luôn. Tôm này nó chắc quá ngon ha. Quá tuyệt ngon. Tôm này mà chấm với muối tiêu chanh nào nữa nha. Đúng rồi, đúng thể. Nãy giờ em nhìn thôi là em đã ướt cái máy rồi đó. Mà cố gắng thôi chứ sao vậy. Ồ ok. Cái phần ngon nhất là nút rồi con ăn gì? Nó có cái gọi là cái gì? Gạch hả? Cái gạch rồi. Mày đi xuống núi bữa quá. Xuống núi được rồi, xuống núi rồi mà. Hai anh em bữa nay xuống núi không ơi? Ăn ở dưới là gỏi đó nha, có ăn gỏi thì ăn. Giờ không thấy ăn gỏi luôn á. Không thấy nguyên cái dĩa vịt, dĩa gà mà không thấy ăn gì hết trơn mà. Dễ. Ồ, tới tay luôn ha. Còn con cua kìa không tách ra cho mấy nhỏ ăn luôn. Mạnh mạnh lên gỏi rồi coi vợ làm gỏi ngon không? Thử gắp gỏi rồi coi, gắp gỏi dưới coi ăn ngon coi ăn không? Coi thì sao? Đó, ăn coi coi sao? Anh ăn thử vợ anh làm mà. Một cháo hả? Trời gắp trời. Nè, đây gì, đây Nguyễn đưa gì kìa, chị đưa gì kìa. Ăn cái đó là tối bán kho bông đó anh Tiên. Cho anh Tiên bán ăn mới đó được. Rồi hết nồi cháo rồi. Rồi nồi cháo nấu cái ăn. Bây giờ hai chồng làm mỗi người 6-7 chén rồi. Không. Còn ở nữa. Hả? Ôi ôi. Hai chị em chia nhau tôm ăn kìa. Quá ngon. Sao? Ngon ha. Ngon ha. Ngon nữa, ngon nữa, ngon nữa. Được không ha? Rồi, hết cháo. Hết cháo, cạn nồi cháo luôn rồi. Chỉ có cơm, chỉ cạn cơm. Cạn nồi cháo rồi. Quá ngon luôn. Hết luôn, thử. Mạnh mạnh đi, đợi đi. Dừng ăn gà không đi. Ăn xong hết dĩa gà đó nha. Này ngon lắm. Cái này, cái mày. Đó cái gì anh Tiên nói anh Tiên. Biết luôn cái gì. Để ăn mà không biết mày mới nói ngon luôn trời. Để nguyên đại đi. Thôi chia à. Chia nửa dạ. Nữa. Dạ. Đừng ăn vậy. Ăn tốt đâu, ăn vậy là chia phân nửa vậy. Ừ, chia nửa ha. Xếp chia cho nhau ha. Thổi thôi vô. Giòn. Hai đứa nói gì nãy giờ vậy? Kêu tách cua cho con ăn. Kêu tách cua á. Tách cua kìa. Quá trời thịt rồi. Quá trời thịt rồi, ngon quá. Xuống núi thôi mày. Cái gạch kìa, cái mai kìa, húp gạch kìa. Ừ. Hãy xem anh Tiên húp. Người khán giả. Người khán giả. Ừ, đúng rồi đó. Đâu, cua biển, Cà Mau. Anh Tiên húp mua cua nha. Dạ. Nhà vô nè. Thôi rồi. Giờ nó ngon đó. Quá đã rồi. Sao anh Tiên có sao anh Tiên? Quá ngon. Này ai yêu sức á là ăn này được. Ai yếu sức là ăn cái đó vô là khỏe không? Khỏe. Là tối mắm có bông được không? Ăn tôm này tối bún giống ồ có cái gì? Có gạch luôn kìa. Có gạch đó. Cô cua chắc chắc thịt luôn, bé đây, bé đâu bé? Ồ. Ồ, cái tôm ngon. Đó, cái đó, bụng hơ. Đó. Quá ngon rồi. Quá, giờ béo rồi. Nè, dở dở. Trời ơi. Ừ. Đường béo thôi, thôi còn gì nữa. Rồi lấy khăn anh em ơi. Rồi kiểu này là ba. Chia đôi nha. Chia đôi. Tối cùng bún với nhau. Chia đôi nha. Bún như tôm vậy á. Ôi, ngon. Ngon. Quá ngon. Quá ngon. Quá ngon. Đồ ăn không còn cái gì luôn kìa. Đó. Cái này là ai tài trợ? Messi tài trợ hả? Nãy đi mua sinh đó hả?
không biết nữa. Rồi, cho. À, cho. Bữa cơm này là đầy hạnh phúc, đầy đủ dinh dưỡng luôn đó. Đây là bữa cơm ao, ao ước của bao người đó. Chất đạm cũng có, chất xơ cũng có, cũng có đầy đủ luôn. Nói chung là cũng có luôn. Cái này là vitamin, protein là đầy đủ hết chưa? Đầy đủ hết. Khỏe lắm. Rồi cũng nè, cũng cũng vô 2, 3. Quá vui rồi, hạnh phúc quá. Không biết ngon không mà hết đầu cháo rồi đó. Bữa ăn này là ngon hơn mấy nàng mình ăn đó. Mấy nàng mình ăn cơm phần không à. Đó, rồi còn con tôm ăn luôn đi, để chịu nó không ngon. Ừ, ăn hết luôn đi chứ không chừa. Ừ, tôm nó không chừa. Tôm với cua đừng có chừa. Ừ. Gà thì được chứ. Hết đi. Gà ăn không hết chịu ăn được thì ok. Để cho con à. Ừ. Thì lọt cho con đi. Lọt đi, lọt rồi, lọt cho con ăn đi. Để cho nó ăn rồi. Ừ. Chứ nãy giờ em muốn thèm lắm rồi đó. Không lọt mọi em xu tôm luôn. Xu dạng bà già. Không ăn lại hồi mấy anh em ăn đó. Hết nổi rồi đó. Chịu hết nổi rồi đó. Nổi rồi. Chẳng thôi vậy. Thôi được không được, được em mua cái mì ly xuống núi luôn đó. Làm ba mì ba con tôm á. Mà cái chân là con đó. Chân trứng. Cầu tiên lên nè. Ngon. Rồi. Khăm rồi. Khăm. Khăm á. Giờ ba rút vậy? Ba rút ăn vậy? Rồi cua. Thật quá là thật cua. Thôi thì thích luôn. Hồi em ăn lên kìa, em ăn nhảy kìa. Biết là biết định vợ ghê. Thầy dạ phải cưng rồi. Cưng nha. Cưng dạ ha. Ăn nữa ha. Cho sức coi cho em nhỏ. Ăn hết luôn đi. Ăn hết luôn đi. Ăn hết luôn đi. Quá em mình có sức để mà chăm sóc cho bé nhỏ. Bé nhỏ. Ăn nhiều vô có sữa cho con bú nữa. Thôi chị hết nổi rồi. Rồi. Rồi thôi chào giả đi, chị hết nổi rồi. Rồi hiểu không mọi người.